Hai, chào cả nhà. Hôm nay Ad xin làm tiếp series khủng long bạo chúa ha. Hôm nay mình đi đến boss nè. Mình chọn cái con mới nâng cấp của hổm nè. 1 2. Mình đã có cái con 999. Ok. Bắt đầu nha. Rồi, rồi, rồi. Đánh thôi. Bùm, một em. Thằng thứ hai luôn. Hai em. Cắn dữ nha. 2 đủ giết nè. Bảy luôn. Giết luôn. Tám à, mấy mấy lên bốn à, bốn chạy ra. Thủ bốn à, tám đi. Thủ hai. Level 6. Rồi đây hết hai con level 10 ha. Thế level 99 nhé. Cái này đánh thoải mái luôn. Đánh sao cũng được ha. Lầm. Lầm luôn. Không thấm đâu. Xong tiếp mình đến 5. Đánh sao đi. Wow. Ngóc đầu gì ha. Bảy. Chiều nó nhìn chiều luôn hả. Sao tiếp. Nhìn máu nó ngán quá, nó không dám đánh. 6. Đánh. Không hề hớn. Đẹp. 7 tiếp thôi. Không hề hớn.
7 đánh 7 ạ. Không đánh luôn. Không đánh, đánh tiếp. Đá vòng 12 hả? 6. Tiếp thôi, 4 được rồi. Đánh hoài, đánh hoài gì cũng chán thôi. Có tương đương máu đánh. Tiếp. Thằng thôi. 6. Úp luôn. Úp. Nhắc ngay. 6. Tiếp tục thôi, đánh tiếp thôi. Bùm. Một em. Mười lăm, bốn. Tiếp thôi. Ngóc đầu lên đánh, ngóc đầu lên đánh. Sáu rồi. Sáu, đánh sáu không à? Không nào đấy. Rồi bảy, tám đánh gì? Đánh được chiều gì? Tiếp nữa. Ngóc đầu lên là tao giết. Ngóc đầu là tao giết. Mày hả? Sao không đánh luôn? Ba cũng vậy thôi. Bảy kìa, bảy kìa, anh chưa chiêu kìa, mới thấy à, nè đợi nó nhiều đó, kìa, đá kìa. Thiệp. Hồi đánh được chiêu đó nha, thiệp. Không, thủ một rồi, chưa bảy. Chưa ba hồi cộng được 7 đánh chiều nữa. Bảy này nè. Không luôn hả? Không thì tao đánh. Tám luôn. Không đánh luôn. Chiêu này chạy gà 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 đạp. Không hề hớn. Không hề hớn. Không hề hớn. Không hề hớn. Tiếp thôi. Sáu à. Không hề hớn. Tiếp tục.
Rồi nữa hồi mình lên cái 8 nghỉ ha. Cái 8 mà nghỉ ha. Năm. Năm. Rồi dưới lên cây mình nghỉ ha. Hôm nào coi nó thưởng được nhiều. Áo thôi. Rồi nghỉ thôi ha. Thưởng được nhiều. Wow. Rồi clip đây kết thúc ha, có gì các bạn góp ý mình nhé. Rồi chào cả nhà. Hai cả nhà, chúc cả nhà có một chủ nhật vui vẻ với gia đình nhé. Hai, bye.